Như vậy thì cái kinh nguyệt không đều có điều trị được hay không? Thì tùy vào cái nguyên nhân gây cái tình trạng kinh nguyệt không đều đó mà chúng ta sẽ có cái hướng điều trị khác nhau. Trước khi mà điều trị thì chúng ta cần chẩn đoán cái nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt không đều đó là gì. Thì khi mà chúng ta xuất hiện các cái triệu chứng của kinh nguyệt không đều thì chúng ta cần được đến bác sĩ thăm khám, hỏi bệnh và làm tiến hành một cái số cái kiểm tra cần thiết. Ví dụ như là siêu âm vùng chậu nè, xem coi chúng ta có u xơ, u nang hoặc là polyp gì hay không. Làm một số xét nghiệm để xem là cái máu của chúng ta có bị rối loạn đông máu hay không. Làm thử cái dịch âm đạo và cái vết tế bào để xem là chúng ta có tế bào ung thư hoặc là viêm nhiễm gì hay không. Và cái nữa là những trường hợp cần thiết thì có thể phải xin thiết cái nội mạc tử cung để tìm cái nguyên nhân gây cái kinh nguyệt không đều đó. Và cái cuối cùng một số trường hợp là có thể phải nội soi ổ bụng để tìm bất thường ở cái buồng trứng và tử cung. Thì tùy vào cái nguyên nhân mà bác sĩ sẽ có điều trị hợp lý. Tuy nhiên là người ta sẽ ưu tiên là điều chỉnh lối sống và sinh hoạt, bao gồm thứ nhất là ăn uống đầy đủ chất, tăng cường rau củ quả, uống đủ nước. Bình thường thì chúng ta sẽ uống nước theo nhu cầu, 20 kg thì sẽ 1 lít tùy theo cái cân nặng của chúng ta mà chúng ta uống đủ nước. Cái thứ ba là chúng ta nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc. Và cái thứ tư là cần có sự vận động thể thao mỗi trong ngày ít nhất 30 phút. Và khi mà chúng ta có những cái bệnh lý cần phải dùng thuốc thì cần phải có sự chỉ định của bác sĩ. Và những trường hợp cần thiết lắm thì cái tình trạng kinh nguyệt không đều bác sĩ mới cho dùng thuốc, thường là các cái liệu pháp hormone thay thế. Và cái cuối cùng là những cái tình trạng mà cần phải phẫu thuật như là u xơ, tử cung, u nang buồng trứng hoặc là polyp thì tùy cái tình trạng tuổi của bệnh nhân, sức khỏe và nhu cầu mong con mà bác sĩ sẽ lựa chọn cái phương pháp phẫu thuật phù hợp. Và cái trên đây là những cái chia sẻ của tôi về cái kinh nguyệt không đều. Rất mong những chia sẻ này có thể giúp được cho chị em phần nào hiểu biết về cái bệnh lý này.